Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố bảng giá đất điều chỉnh sửa đổi bổ sung quyết định số 02/2022. Sau gần 3 tháng tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội, bảng giá đất này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến hết năm 2025. Theo bảng giá đất điều chỉnh mới, giá đất đã tăng khá mạnh với bảng giá đất cũ, phù hợp hơn với giá thị trường. Tuy nhiên thì trong khi giá đất ở tăng cao thì giá đất nông nghiệp lại chỉ tăng nhẹ, thậm chí là có nơi không tăng. Điều này đã tác động không nhỏ đến những người dân đang có đất nông nghiệp, có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thành đất bởi số tiền mà họ phải đóng để thực hiện chuyển đổi tăng lên là rất nhiều so với trước. Căn nhà này được gia đình anh Trức xây dựng từ năm 2003 trên phần đất nông nghiệp khoảng 1.000 m². Đã nhiều lần anh định làm thủ tục chuyển đổi 100 m² trên phần đất này lên đất thổ cư nhưng lại chần chừ vì chưa có chi phí đóng tiền sử dụng đất. Và giờ đây, áp lực chi phí này với anh còn lớn hơn khi giá mỗi mét vuông đất ở tại tuyến đường tỉnh lộ 2 nhà anh đã tăng từ 1.050.000 đồng lên 5.700.000 đồng theo bảng giá đất mới. Trong khi giá đất nông nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 455.000 đồng một mét vuông. Điều này có nghĩa anh sẽ phải đóng hơn 500 triệu đồng tiền sử dụng đất nếu muốn chuyển đổi 100 mét vuông đất nông nghiệp lên đất thổ cư. Nếu mà như mà đất nông nghiệp mà nó có tăng lên đó, thì nó sẽ đồng bộ lên thì nó sẽ giảm được cái đất hiện hữu lên xuống thì nó sẽ nó cân được, nó cân bằng lên. Đường này bây giờ bên đất hiện hữu nó tăng lên như gấp 5 phẩy mấy lần so với ở cái mặt đường này, chứ còn chưa nói ở các chỗ cái khu vực khác. Thì bây giờ còn cái đất mà nông nghiệp thì chưa lên thì nó không có tăng. Những người dân có đất nông nghiệp, nhất là tại các quận huyện vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đều có chung tâm trạng trên. Giá đất ở tại nhiều tuyến đường được điều chỉnh tăng cao, số tiền sử dụng đất họ phải đóng cũng sẽ tăng mạnh. Vừa rồi mà nhà nước mình nó có là hỗ trợ là cho chuyển thổ cư nhưng mà nợ nha, mà tôi chưa có đóng cái tiền nợ nữa. Đó là nợ phần thổ cư đó là mỗi mét là tương đương 800.000 đồng trên một chuyển thổ mà tôi chưa có đường đóng nha. Bây giờ tăng thế mới làm sao mà tôi có điều kiện để mà đóng hoàn cư để tôi xây nhà. Là tôi có nhu cầu gì nhà ở nha, chứ không phải là để tôi mua đi bán lại là cái chuyện đó khác. Nó tiền lên thổ cư không đủ huống chi mà xây cái nhà, thì đồng nghĩa với lại kết luận rằng y như giờ có đất nhưng không được xây dựng, chỉ biết nhìn thôi. Những gánh nặng trong các gia đình sở hữu đất nông nghiệp và có nhu cầu chuyển đổi thành đất ở khi thành phố ban hành bảng giá đất mới. Nhiều người cho biết tiền sử dụng đất cao, họ như đang phải bỏ tiền ra mua chính mảnh đất của mình. Dù khi công bố bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có sự cân chỉnh phù hợp. Thì lần này trong cái quá trình mà cùng với sở ngành và địa phương nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã có cân chỉnh ở các vị trí đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch mà người dân có khả năng chuyển đích để phục vụ cái nhu cầu của mình, để điều chỉnh cân chỉnh cho cái khoảng cách trên lệch giữa giá đất ở và đất nông nghiệp nó có khoảng trên lệch nhưng mà không lớn, để phục vụ cái nhu cầu quyền lợi của người dân trong cái vấn đề chuyển đích. Khi chúng ta tư vấn, người ta khảo sát về giá, người ta đánh giá, tôi cho rằng là hình như họ chưa sâu sát với địa phương đâu. Thành phố Hồ Chí Minh cần phải quan tâm hơn hoặc là chỉnh sửa trong đợt tới thời gian đối với cái bảng giá đất nông nghiệp đối với 5 huyện ngoại thành. Trong đó cái phần đất nông nghiệp thì chúng ta không tăng, mà đất ở thì chúng tăng tương đối phi mã, thì chúng tôi rằng là cái này nó mất cân đối. Thì cái này tôi cho rằng là trong tương lai chúng ta phải điều chỉnh để cho nó hợp lý vấn đề này. Hiện chính phủ cũng đang xây dựng nghị định để miễn giảm tiền và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ góp ý thêm về tiền chuyển mục đích sử dụng đất, không tạo gánh nặng cho người dân. Đây cũng là điều nhiều người mong đợi, bởi nếu không có chính sách phù hợp, họ sẽ không thể chuyển đổi mục đích sử dụng và làm nhà ở ngay trên mảnh đất của chính mình. Thưa quý vị, cũng một nỗi lo khác đến từ người lao động. Nếu như người dân có đất nông nghiệp muốn chuyển thành đất thổ cư để làm nhà đang đối mặt với áp lực chi phí tăng cao, thì những ai đang mong mua được một căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh cũng lo lắng không kém. Bởi khi giá đất lên có nghĩa là chi phí đầu vào của các chủ đầu tư cũng tăng lên. Điều này có nghĩa là giá bán cũng sẽ tăng theo. Như vậy, nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, căn hộ bình dân khoảng dưới 3 tỷ đồng sẽ có thể biến mất tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Không ít người lo ngại rằng điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới thị trường nhà đất, chung cư cả nước trong những năm tới.
Tin vui từ tăng trưởng kinh tế, thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, qua 10 tháng thì tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đã đạt xấp xỉ là 335,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Trong đó thì khu vực kinh tế trong nước đạt gần 94 tỷ đô la Mỹ, chiếm 28% tổng kim ngạch, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thì đạt 241,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 72%. Đến hết tháng 10, Việt Nam có tới 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 92,6% tổng kim ngạch, trong đó có đến 7 mặt hàng xuất khẩu đạt con số ấn tượng. Cơ cấu xuất khẩu 10 tháng cho thấy sự đóng góp chủ yếu đến từ nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 295,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 88% tổng kim ngạch. Các nhóm hàng khác như là nông sản, lâm sản, thủy sản và nhiên liệu khoáng sản chiếm tỷ lệ lần lượt là 8,5%, 2,4% và 1,1%. Sau 10 tháng, cả nước xuất siêu 23,31 tỷ đô la Mỹ. Trong cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu 10 tháng qua, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch 98,4 tỷ đô la và xuất siêu 86,1 tỷ đô la sang Mỹ, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Còn Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 117,7 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan 10 tháng năm 2024, Việt Nam đã chi gần 1,2 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu gạo, tăng gần 73% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức kỷ lục từ trước cho đến nay. Trong 10 tháng qua, các doanh nghiệp Việt đã chi gần 1,2 tỷ đô để nhập khẩu gạo, tăng tới 72,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, chỉ trong tháng 10 năm 2024, giá trị nhập khẩu gạo vọt lên 148 triệu đô la Mỹ, tăng 225%, tương đương gấp 3,3 lần so với tháng 10 năm 2023. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, năm 2024, Việt Nam phải tăng nhập khẩu gạo từ 2,6 triệu tấn lên 2,9 triệu tấn. Việt Nam cũng trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ ba thế giới sau Philippines, dự báo 4,7 triệu tấn và Indonesia 3,8 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng sản lượng và giá trị gạo xuất khẩu do nhu cầu gạo trên toàn cầu tăng cao, đồng nghĩa với Việt Nam sẽ tăng nhập khẩu gạo trong tương lai. Thưa quý vị, trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản từ sản xuất hữu cơ ngày càng được nhiều nông dân, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp chú trọng đầu tư. Tại tỉnh Bình Dương, cùng với sự chủ động của chủ thể sản xuất, ngành nông nghiệp địa phương cũng đang triển khai từng bước trong xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo phù hợp với năng lực sản xuất của tỉnh, của trang trại, hợp tác xã và nông dân. Hiện nay, đối tượng sản xuất được áp dụng quy trình theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chủ yếu tập trung vào nhóm cây ăn trái và rau màu với gần 600 ha. Trong đó, diện tích được cấp chứng nhận là 220 ha. Nhiều trang trại, hợp tác xã đã được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nâng cao năng lực sản xuất và giá trị nông sản địa phương. Vườn bưởi 6 ha này nằm trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. Chủ vườn đã sử dụng hoàn toàn phân hữu cơ và các chế phẩm vi sinh để bảo vệ cây trồng và hệ sinh thái. Nhờ đó, vườn bưởi phát triển tốt, cho sản lượng trái ngon, năng suất cao với sản lượng hơn 80 tấn bưởi một năm. Sản phẩm bưởi của trang trại đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP 3 sao và được cấp mã số vùng trồng, là nền tảng để sản phẩm bưởi đứng vững trên thị trường. Để nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ngành nông nghiệp Bình Dương hiện đang tập trung xây dựng các mô hình thí điểm để xem xét, đưa ra các quy trình kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, đạt tiêu chuẩn để nhân rộng chuyển giao cho nông dân. Bên cạnh đó, triển khai các nội dung về phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và hữu cơ đối với các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ, phát triển vật tư đầu vào, phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ. Hữu cơ mà mình nếu mình làm được thì nó sẽ ra được cái những cái sản phẩm, những cái chất lượng của trái của mình là nó xanh, đẹp và trái có thể để lâu và khi cái hương vị nó cũng ngon hơn. Và nếu mà mang cái giá trị mà cái hữu cơ á thì nó mang lại cho cây sống bền vững. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Dương, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn phù hợp với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hướng tới xuất khẩu, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng trên bản đồ nông nghiệp thế giới. Ngành phối hợp với các địa phương, đặc biệt là các cái trung tâm dịch vụ nông nghiệp sẽ xây dựng các cái mô hình tiếp tục để là nhân rộng ra
trong cái sản xuất nông nghiệp, hướng tới là nông nghiệp hữu cơ để tạo ra các cái sản phẩm có giá trị, chất lượng cũng như là cái đảm bảo về cái an toàn thực phẩm. Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Dương, thời gian tới, Sở này sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, lợi ích lâu dài của sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, mở rộng hơn nữa kết quả đề án xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đồng thời tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ như khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ, tuần hoàn, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, hỗ trợ giống phục vụ sản xuất hữu cơ, hỗ trợ phát triển sản phẩm hữu cơ đạt tiêu chí OCOP, hỗ trợ gắn phát triển sản phẩm hữu cơ với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, hỗ trợ xúc tiến, quảng bá sản phẩm hữu cơ.